Kính chào tất cả quý vị, tôi là Linh Mục Du Xe Trương Hoàng Vũ thuộc dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ và là người phụ trách chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2022, chỉ chưa đầy một tháng nữa là chúng tôi sẽ triển khai chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Chúc Quả Xuân Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời năm 2023. Và sau đây, tôi xin giới thiệu đến lá thư ngõ của cha Giuse Hồ Đốc Tâm bề trên nhà Cần Giờ tỏ lời với quý vị về việc trao quả xuân năm 2023 mà mời quý vị chung tay đóng góp cùng chúng tôi cho chương trình bác ái này. Mời quý vị cùng lắng nghe thư ngõ của cha Giuse. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên tôi xin được thay mặt quý cha, quý thiền nguyện viên và tất cả ông bà Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đang tham gia chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng gia đình. Kính thưa quý vị, chúng ta phải hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn ông trời đã cho chúng ta sống sót qua cơn đại dịch COVID-19. Chắc chắn trong quý vị cũng đã có người mất đi những người thân yêu nhất do dịch bệnh. Chúng tôi xin chân thành phân ưu và xin thắp lên một nén hương lòng cầu cho linh hồn những người đã qua đời sớm được hưởng phước muôn đời. Chúng tôi cũng tri ân quý vị, dù khó khăn về kinh tế, dù lo âu, thậm chí hoảng sợ về tinh thần, nhưng vẫn quảng đại công tác với chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa của anh em chúng tôi. Chính nhờ lòng quảng đại của rất đông bà con gần xa, trong nước cũng như ở nước ngoài, mà chúng tôi mới có thể trao đến hơn 5.500 Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa món quà xuân năm 2022 vừa qua. Món quà tuy khiêm tốn, khoảng $110, nhưng đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là một cử chỉ bác ái, chứa đựng tình người và tình đồng bào, nhưng còn nói lên lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với những con người đã hy sinh rất nhiều cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Kính thưa quý vị, mặc dù đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách, nhưng vẫn còn tiếp tục phục vụ, tất cả chỉ để phụng sự Thiên Chúa và nâng đỡ những mảnh đời rách nát, bất hạnh, hầu cùng nhau đi nốt cuộc đời. Kính thưa quý vị, nay thì đã đến lúc chúng ta bắt đầu triển khai chương trình tri ân mùa xuân năm 2023. Quý vị cũng đã biết rằng đa số ông bà thương phế binh của chúng ta hiện nay đã cao niên, lại còn bệnh tật trên thân thể không toàn vẹn, nên chuyện sống chết không biết lúc nào. Năm vừa qua, số vị nhận quà ít hơn năm trước là 187 người. Năm nay, rất nhiều vị đã qua đời, nhưng số vị ghi danh thêm thì rất ít. Chúng tôi nghĩ rằng, sẽ đến một ngày không xa, chúng ta không còn cơ hội để phục vụ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nữa. Vì thế chúng tôi khẩn thiết kêu mời quý vị, ân nhân và bà con rộng lòng chia sẻ với họ. Chúng tôi biết rằng sau thời kỳ đại dịch, quý vị đang đối diện với nhiều khó khăn về kinh tế và phải nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh sống mới. Nhưng xin quý vị hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là những người đang ở tầng cùng sự khổ đau, cả tinh thần lẫn thể chất, để cảm thông và chia sẻ với họ. Chúng tôi tin rằng lòng quảng đại của quý vị sẽ được ơn trên bù đắp. Một lần nữa, thay lời cho chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý ân nhân. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lá thư ngõ rất tâm tình của cha Giuse Hồ Đốc Tâm bề trên nhà Cần Giờ và là người chịu trách nhiệm chính của chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Còn tôi là Giuse Trương Hoàng Vũ, người triển khai chương trình này trong những năm qua. Cụ thể là năm nay là năm thứ tư tại dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ và chương trình này đây là năm thứ 11 mang tên chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Trước đây được tổ chức tại số 38 Kỳ Đồng, dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng. Lá thư của cha Giuse Tâm vừa qua chúng ta nghe rất tâm tình, thống thiết và mời gọi chúng ta cùng chung tay giúp sức cho công việc thiện nguyện này.
những con người bị bỏ rơi bên lề xã hội, những con người bị bỏ rơi hơn cả trong xã hội Việt Nam của chúng ta hôm nay. Và nếu như quý vị theo dõi tin tức thì vừa qua chính bản thân tôi đã bị cấm xuất cảnh đi Hoa Kỳ. Và cái việc đi đó tôi cũng nhằm mời gọi cộng đồng hải ngoại, những bạn bè thân hữu, các hội nhóm cùng chung tay với chúng tôi. Nhưng ngày 24 tháng 10 vừa qua tôi đã không thực hiện công việc này khi mà nhà nước đã không cho tôi xuất cảnh đi nước ngoài. Vậy hôm nay tôi làm video clip này cùng với lời ngỏ của cha Giuse Hồ Đắc Tâm, để không muốn nói gì hơn là để tất cả quý vị cùng chúng tôi chung tay góp sức cho công việc mà chúng tôi chuẩn bị tiến hành, đó là chúc quà xuân bên nhau đi đúc cuộc đời năm 2023. Những đóng góp của quý vị xin gửi về cho chúng tôi là Giuse Trương Hoàng Vũ hoặc cha Giuse Hồ Đắc Tâm, địa chỉ là 182/3 đường Đào Cở, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại của tôi, Giuse Trương Hoàng Vũ, 0932008601. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn quý vị và mong quý vị phổ biến video này đến các bạn bè thân hữu xa gần. Xin hết lòng cảm ơn quý vị.